tháng 6, thứ tư tuần 10 thường niên. Thầy không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng tưởng Thầy đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Thầy không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con, cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong nước trời. Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong nước trời. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Tuân giữ lề luật cách trưởng thành. Thầy không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Luật pháp không làm con người mất tự do, nhưng là để con người không lạm dụng tự do mà gây phương hại đến kẻ khác. Tuy nhiên, luật pháp xã hội không bao giờ là luật pháp hoàn hảo. Luật nào cũng còn những khe hở cho con người ta cách lách luật. Lớn lách luật, nhỏ cũng lách luật, để không bị kết tội, kết án. Cách giữ luật đời có khi miễn cưỡng, tiêu cực, đành lòng cam chịu vì luật pháp của một chế độ kém dân chủ. Đối với lề luật của Thiên Chúa, Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng xót thương chính là người làm luật, và là luật hoàn hảo mang lại hạnh phúc đích thực cho con người. Chúa Giêsu không hủy bỏ lề luật, nhưng người kiện toàn lề luật. Người không sửa đổi điều luật nào, nhưng người mời gọi chúng ta hãy giữ lề luật vì yêu Chúa, vì yêu tha nhân. Cách giữ luật của một người sẽ quyết định hoa trái thiêng liêng cho người ấy. Đừng giữ luật cách miễn cưỡng, đừng giữ luật cách giả hình bên ngoài, để được khen hay sợ bị tố cáo. Đừng giữ luật cách nín thở qua sông, và khi đã qua sông rồi thì lại buông tuồng vô kỷ luật. Đừng lách luật Chúa như cách lách luật ở đời. Đừng lách luật để ngụy biện, để tự bào chữa mình vô tội. Hãy thực hành sống như sống dưới con mắt Chúa. Hãy giữ luật Chúa vì lòng yêu mến Chúa, như người con vâng lời cha. Vì con thương cha, con tin tưởng nơi cha. Hãy giữ luật vì yêu thương người. Cách giữ luật như thế mới là cách giữ luật của một Kitô hữu trưởng thành. Ai yêu mến Chúa và tuân giữ lề luật Chúa sẽ được Chúa yêu thương và chúc phúc bình an tâm hồn hôm nay trên dương trần và mai sau trong nước Chúa. Hãy giữ luật vì yêu. Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa, và vì yêu mến Chúa, con tuân giữ các lề luật Chúa cho chọn. Amen. Nhìn lên trong đôi mắt Chúa, chẳng có điều còn sai lỗi. Nhìn sâu trong trái tim người, chẳng có bóng đêm tội đời. Chỉ có đức từ bi thôi, chỉ có lòng thương xót thôi, chỉ có đức khoan dung và
chỉ có ơn thứ tha vô cùng. Ôi lòng Chúa xót thương lớn lao hơn tội lỗi nhân loại. Có lẽ nào Chúa quên tội đời, nhưng bởi vì người không muốn nhớ. Ôi lòng Chúa xót tin tưởng Chúa tha tội rồi, nay con về quỳ bên Chúa.